khi ép thì hai cái quận thép này nó trượt trên cao su. Đấy, nhiệt độ đó chắc là khoảng, đối với thép này chắc là khoảng 100 độ, hơn 100 độ. Đấy, nó chạy trượt trên cao su này. Cái chỗ tiếp giáp này là nó nhanh bị mòn lắm, nó vừa nhiệt độ này vừa ma sát nữa nên nó nhanh bị mòn. Ở phía dưới này đó là cái trục thép này, cái trục thép là đúng ra thiết kế của nó là hai cái trục hai bên này là nó quay tròn theo cái quần thép, nhưng mà do nó ảnh hưởng đến cái bề mặt của thép ấy, cho nên là nó không làm thế nữa. Cái bó thép là đặt vào đây, không là cái xi lanh này nó đẩy cả cái nén này đẩy vào trong để ép cái quần thép vào. Đấy, cái cao su đấy ở chỗ giữa cái này nó ép là ở cái đoạn từ đây vào là nó sẽ bị rất nhiều. Chắc là phải 200 độ, mất nóng lắm, không có súng bắn nhiệt ở đây cả.